Ok, ngày nào cũng đóng CD V6 gửi cho tất cả mọi quý khách ở mọi miền đất nước. Đó là một cái niềm vui. Trong tháng riêng này em bán gần 100 con V6, phải nói kinh khủng. Giờ không có để mà bán, giờ không làm kịp. Phải nói là đầu hàng. Bởi vì nguyên vật liệu các thứ linh kiện cũng không không đủ. Nhưng mà cảm ơn anh em. Đây, con V6 này bê con này nặng lắm, gỗ dày 2 phân mà cho nên nặng. Con này em làm cho bà khách ở Thanh Hóa, bà nổ tài khoản 100%, bà mua nhanh, không có gì mà em không làm nhanh để gửi cho bác. Đấy, cơ bản là long lanh cành đào. Đấy. Cuộc sống luôn là vậy. V6 nó rất là hay. Đấy. Chép bát các thể loại đầy đủ. Em đang nghe cái loạt test này thôi. Cũng để cho tròn. Gió thổi mây bay, trăng lại tỏa sáng hết mình. Ánh sáng huyền diệu giữa đêm và mộng, giữa hạnh phúc và khổ đau. Tố Nga, lời giới thiệu, ru con mùa đông, mong chờ. Nghe bài hài. Nghe bột loa anh em nha, nghe cái lọt tét này thôi. Đấy, nghe rất là hay. Đường sau ra bốn loa nhá. Tét luôn cả 4 cổng cho bác cho nó chắc mầm. Loa 4 loa luôn. Một loa mà nghe rất ấm. Mẹ ru lời ru mùa đông. Ok, anh em có V6 thì nên lấy khẩn trương nha. Giá đang tháng riêng này em bán sale cho nên là có giảm 100% cho anh em. Giá tháng riêng. Rồi, xin cảm ơn.